Các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách luộc thịt ba chỉ ngon nhé. Đây là miếng thịt ba chỉ, khi các bạn mua về cho mình nhé thì các bạn nên rửa sạch bằng nước muối và chúng ta cho một chút bột mì vào, mình ngâm khoảng 10 phút, sau đó rửa đi rửa lại khoảng 3 nước thì là cái phần thịt nó đỡ cái phần đỏ của thịt nhé, để loại bỏ cái chất mà tăng trọng hay là cái bẩn của thịt ạ. Và khi luộc thịt thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một củ hành tây hoặc hành thơm cũng được nhé, và một ít muối, một ít rượu nữa ạ. Trước tiên thì các bạn sẽ đun một nồi nước lên cho mình để mình trần phần thịt đã nhé. Đây các bạn sẽ cho mình một nồi nước vào, cho lên bếp. Nước đầu này mình trần thì mình sẽ không cho gì cả, mình sẽ đun bằng ấy không thôi, cho nó sôi lên để mình trần phần thịt nhé. Hành tây các bạn sẽ cắt ra cho mình như thế này, bổ làm đôi ra nhé. Thế các bạn, khi mà cái phần thịt này của mình nhá, đấy, nó đã gần sôi nước rồi, các bạn sẽ thấy nó có cái bọt này lên nhé. Cái phần thịt này như thế này là mình sẽ cho nó sôi bùng lên, sau đó thì các bạn sẽ vớt ra, mình rửa đi để cho nó hết cái phần bám vào cái miếng thịt này, để thịt nó sẽ trắng và ngon nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình đem đi rửa lại miếng thịt này đi nhé. Mình chuẩn bị một nồi nước khác và mình cho vào đây ít muối nhé. Và cái phần thịt mình đã rửa sạch rồi. Đây, phần thịt các bạn cho vào nhé. Và hành tây các bạn cũng cho vào luôn cho mình. Và mình sẽ cho một ít rượu trắng nữa. Thịt các bạn cứ luộc ngập cho mình nước ạ. Ít rượu trắng. Đấy, để nó khử cái mùi hôi của thịt ạ. Đấy là một cách để chúng ta làm cho thịt của chúng ta trắng ngon nhé. Các bạn luộc cho mình khoảng 15 đến 20 phút tùy theo miếng thịt to hay nhỏ nhé. Trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ pha cái phần nước chấm cho mình nhé. Mình sẽ dùng bằng muối ạ, muối bột canh các bạn nhé, để mình chấm phần thịt này. Muối bột canh, một chút hạt tiêu, các bạn ăn bột ngọt có thể cho một chút bột ngọt nữa nhé. Một chút bột ngọt ạ. Các bạn cho mình vào đây ớt nhé. Ít ớt. Nếu mà bạn nào thích ăn nhiều thì mình sẽ cắt nhiều nhé. Các bạn sẽ cắt cho mình vào đây quất hoặc chanh tùy theo nhé. Quất. Như vậy là mình đã pha xong cái phần nước chấm rồi các bạn nhé. Các bạn để đây để mình chờ thịt ra nữa là sẽ được các bạn. Khi cái nồi thịt của chúng ta sôi này các bạn ạ, các bạn sẽ nhỏ lửa cho mình nhé. Đấy, thịt cứ ngập nước thế này là thoải mái. Các bạn sẽ luộc cho mình như miếng này bé khoảng 15 phút là được. Thịt rất là thơm nhé, các bạn xiên vào thấy nó mềm mềm cái phần thịt này rồi ạ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và các bạn ngâm cho mình khoảng 5 phút cho phần nước nguội bớt đi nhé. Sau đó thì mình sẽ vớt ra nước lạnh ạ. Tắt bếp ngâm 5 phút trong này nhé. Các bạn chuẩn bị cái đĩa cho mình và mình có thể cho một ít rau thơm để mình ăn sống kèm nhé. Đây ạ, một ít rau húng quế chẳng hạn ạ. Rất là thơm và ngon nhé, cái loại rau này. Các bạn chuẩn bị một tô nước nguội cho mình nhé, nước lạnh nhé ạ. Rồi bây giờ mình sẽ vớt phần thịt ra, ngâm vào trong nước lạnh này để cho cái phần thịt nhé, nó vừa trắng vừa giòn các bạn nhé, của thịt heo. Phần này nó có ít bì nên là mình một lốt ạ. Đấy ạ. Đấy. Thịt rất là trắng và ngon như này. Mình để cho cái phần thịt này nó nguội nhé, sau đó mình sẽ vớt ra để mình thái để các bạn. Đấy, khi mình ngâm như này nó rất là trắng như này đấy ạ. Rồi bây giờ mình vớt ra để mình thái nhé. Vậy cho cái phần nước nó ráo đi. Thịt ba chỉ các bạn lên thái nó mỏng nhé. Càng mỏng thì khi chúng ta ăn nó đỡ cái cảm giác ngấy ạ. Đấy, thịt rất là ngon, vừa tròn chín tới.
thịt thịt nó ngọt, thịt ạ, đừng luộc kỹ quá thì thịt nó sẽ khô và mà mình mà luộc không chín ấy thì thịt nó lại bã, nó lại không đảm bảo nhé. Tức là mình luộc sống ấy thì thịt ăn chúng ta sẽ không đảm bảo được, không cho cơ thể của chúng ta, cho sức khỏe. Mình dí tay thật chặt vào miếng thịt thì khi mình thái nó sẽ không bị long ra nhé. Chỉ cần cho khoảng độ 300g thịt như thế này các bạn ạ, là các bạn đã có được một đĩa thịt luộc cho gia đình nhà mình ăn rồi. Khi thái xong rồi nhé, cái phần này thì mình xấu xấu ấy thì các bạn sẽ đặt ở dưới để mình nót phần đấy ạ. Còn xong đó thì mình sẽ cho phần thịt vào đây. Rất là ngon luôn ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được một đĩa thịt ba chỉ luộc rất là trắng và ngon như thế này nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ để xem những video mới nhất của mình nhé. Và mình mời các bạn thưởng thức với mình với nước chấm mình đã pha hôm trước đây ạ. Rất là ngon ạ.